cải tạo nhà cũ, phong cách Nhật Bản. Hôm nay mời các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh định, mang đến năng lượng chữa lành của mẫu thiết kế cải tạo nhà cũ, phong cách Nhật Bản. Từ hiện trạng hoang tàn như này, thành mộc mạc ấm cũng như thế này. Ý tưởng của kiến trúc sư là tận dụng khung nhà cũ, đi co lại công trình bằng những vật liệu gần gũi, nhẹ nhàng. Phần mái trên đã được cơi nới bằng kết cấu khung sắt, làm nơi hóng mát rất chill và thư giãn. Khu sảnh chính đã được sơn lại, thay toàn bộ hệ cửa, cải tạo lại không gian sân vườn và giao thông. Phần sân được rải đá răm màu xanh, đồng bộ với tông màu chung của cảnh quan. Và sau đây là chi tiết về công trình.